số 275 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho các hiệp hội âm nhạc Thành phố Hồ Chí Minh. Căn cứ nghị quyết Đại hội Hội âm nhạc Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 7, căn cứ điều lệ Hội âm nhạc Thành phố Hồ Chí Minh đã được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt ngày 27 tháng 7 năm 2015. Căn cứ quy chế xét chọn giải thưởng năm của Hội âm nhạc Thành phố Hồ Chí Minh ngày 24 tháng 6 2016. Căn cứ kết quả thẩm định của Hội đồng nghệ thuật Hội âm nhạc Thành phố Hồ Chí Minh ngày 17 tháng 12 2018. Chủ tịch Hội âm nhạc Thành phố Hồ Chí Minh quyết định trao 29 giải thưởng âm nhạc của Hội âm nhạc Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018 cho các tác giả của các tác phẩm đoạt giải, danh sách đính kèm. Chánh văn phòng Hội âm nhạc Thành phố Hồ Chí Minh và các cá nhân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch nhạc sĩ Trần Đông Anh đã ký. Sau đây tôi xin đọc danh sách các tác phẩm đạt giải thưởng âm nhạc năm 2018. Thứ nhất là về công trình sách, tên tác phẩm Lịch sử âm nhạc Việt Nam, tác giả Nguyễn Thị Mỹ Liên, đoạt giải A. Tác phẩm Giao hưởng đương đại Việt Nam dưới góc nhìn tiếp biến, tác giả Nguyễn Thị Mỹ Dung, đoạt giải B. Về thể loại bài lý luận phê bình, chùm bài báo Khí nhạc đương đại Việt Nam của tác giả Nguyễn Thị Ngọc Dung, đoạt giải C. Tác phẩm Khí nhạc, tác phẩm Đêm dấu lửa của tác giả Trần Đinh Lan, đoạt giải A. Về thể loại ca khúc Romance, tác phẩm Tiếng gọi từ lòng đất, tác giả Trần Minh Tuấn, đoạt giải A. Phạm Minh Tuấn. Làm khai sinh lại nha sếp. Bối rối quá. Tác phẩm Nhớ mẹ, tác giả Võ Thiên Lan, đoạt giải A. Tác phẩm Ký ức đêm trắng đồng Vĩnh Lộc, tác giả Phạm Hoàng Long, đoạt giải A. Tác phẩm Mùa khúc Họa Mi, tác giả Thế Bảo, đạt giải B. Tác phẩm Theo bước chân người ta đi, tác giả Kiều Tấn Minh, đạt giải B. Tác phẩm Gợi sóng, thơ Lê Tú Lệ, nhạc Lê Văn Lộc, đạt giải B. Tác phẩm Ươm mầm xanh tương lai đất nước, tác giả Trương Quang Lục, đạt giải B. Tác phẩm Đồng lòng ngọn lửa thiêng, tác giả Quỳnh Lê, đạt giải B. Tác phẩm Theo lời Bác, tác giả Nguyễn Văn Xanh, đoạt giải C. Tác phẩm Cánh cò quê, tác giả Đỗ Anh Hùng, đoạt giải C. Tác phẩm Hoa bất tử, tác giả Lê Quốc Thắng, đoạt giải C. Tác phẩm Đêm trăng biên giới, tác giả Nguyễn Long, đoạt giải C. Tác phẩm Cha ơi, tác giả Chu Công Cương, đạt giải C. Sau đây là thể loại thiếu nhi tuổi học. Tác phẩm Tuổi thơ bên dòng sông Kati, tác giả Trương Quang Lục, đạt giải A. Tác phẩm Liên thiên trống đồng, tác giả Đinh Hoàng Vũ, đạt giải A. Tác phẩm Biển hát lời mẹ Âu Cơ, tác giả Văn Thành Nho, đoạt giải A. Tác phẩm Giữ xanh mái nhà chung, tác giả Quốc Tây, đoạt giải B. Tác phẩm Mỗi ngày đến trường, tác giả Lê Phúc, đoạt giải B. Tác phẩm Em là hoa sĩ, em là họa sĩ, tác giả Lê Quốc Thắng, đoạt giải B. Tác phẩm Cờ đỏ sao vàng, tác giả Nguyễn Văn Trung, đoạt giải B. Tác phẩm Hè về quê ngoại, tác giả Quốc Khanh, đoạt giải C. Tác phẩm Ước mơ tuổi thơ, tác giả Phạm Hồng Trung, đoạt giải C. Tác phẩm Tiếng hát chim non, tác giả Nguyễn Văn Hiên, đoạt giải C. Tác phẩm Chuyến đò xưa, tác giả Chu Công Cương, đoạt giải C. Và tác phẩm Em hát trên đảo quê hương, tác giả Trương Quang Tuyến, đoạt giải C. Xin rất vui mừng, chúc mừng tất cả các tác giả đã đạt giải thưởng của
năm 2018 năm nay. Tiếp theo chương trình thì xin được trân trọng kính mời các tác giả có các tác phẩm đã đạt được giải A chúng ta lên sân khấu để nhận giải. Xin được trân trọng kính mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Mỹ Liêm, nhạc sĩ Trần Đình Lăng, nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, nhạc sĩ Võ Thiên Lan, nhạc sĩ Phạm Hoàng.